Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Cần Câu Cá Khánh Dâu của em. Vâng, thì hôm nay rất là đặc biệt. Hôm nay em sẽ làm một video. Hôm nay cũng đặc biệt mà làm một video cũng rất là đặc biệt cho các bác xem. Video này là video giới thiệu cho các bác một con cần, một sản phẩm của hãng Gamaseco. Nhưng mà đặc biệt nó là một sản phẩm cao cấp nhất của hãng Gamaseco luôn các bác nhé. Thì hôm nay cùng xem là nó có cái gì đặc biệt và xem nó đắt nhất ở điểm nào các bác nhé. Đấy, thì dưới màn hình các bác đây là một sản phẩm của hãng Gamaseco này. Đây là cái hộp này để em lật lên cho nó chuẩn zin này. Đấy. Và cây cần này á là một cây cần Gamaseco Kurenai. Đây các bác này, Gamaseco Kurenai các bác nhá. Đấy, và sản phẩm đắt nhất của hãng Gamaseco đây. Thì trước tiên mà để mà đi vào cái quan trọng nhất là cây cần thì bây giờ chúng ta sẽ lướt qua một lần để cái vỏ hộp của nó các bác nhá. Đây. Cũng như bao cây cần khác thôi của hãng Gamaseco thì hiển nhiên là nó sẽ được tặng một cái ngọn đi kèm, dù đắt hay dù rẻ thì cây cần nó vẫn được tặng một cái ngọn. Đấy, nhưng mà con này nó đặc biệt hơn nữa là vẫn có túi cần này, vẫn có một cái túi cần ở dưới này nữa. Đấy, con này phụ kiện trước này, em sẽ đi từ cái nhỏ nhất đến cái quan trọng nhất nha. Đấy, có ngọn rồi, có túi cần rồi này, và đây là một sản phẩm mà đi kèm theo cái hộp của nó này các bác này. Đây, một cái hộp của nó đây nhá. Và trong đây nó sẽ là một cái hộp cứng. Các bạn nhìn chưa? Đúng của Gamaseco Kurenai luôn nhá. Hộp này sản xuất ra là hộp nào vào mới cần đấy luôn. Hộp dài là đi với cần dài, mà hộp ngắn là sẽ đi với cần ngắn. Đây này, khóa của nó này rất là chất này. Mình sẽ mở cho các bác xem này. Bên trong cái hộp này á có quai sách đàng hoàng đấy các bác nhé. Cầm đi đâu thì rất là yên tâm. Trong cái hộp này nó còn có một lớp bông như này. Để cho các bác làm gì? Để cho các bác khi để cái cần vào đây, các bác để vị trí nào cũng được. Các bác có thể để một hoặc hai cần, nhưng mà thích hợp nhất là để đúng một cái cần của Kurenai thôi. Đấy, đóng vào và cầm đi. Sách nó rất là chất các bác nhé. Đấy, các bác nhìn chưa? Sách như này nó rất là chất. Đấy, và nó đảm bảo được cái an toàn cho một cái sản phẩm đắt tiền của hãng. Đấy, các bác nhé. Đó là về cái hộp của cái hộp cần này. Mà thật sự với các bác mà để mà nói chuẩn bị nói một cái cần thì em cũng không biết nói từ đâu luôn đấy. Tại vì thật sự nó rất là đẹp. Em thì em cầm rồi, em ra cần rồi, em xem rồi, nó rất là đẹp luôn. Nên là bây giờ phải xem là review từ đâu cho nó hợp lý cho các bác xem ấy. Đây, trước tiên thêm nữa là nó có tặng thêm một cái cục đối trọng rời. Và đối trọng này là đối trọng chỉnh theo lớp các bác nhé. Có 3 lớp để cho các bác chỉnh. Đấy. Nó có 3 lớp này. Đấy. 1 lớp, 2 lớp và 3 lớp. 3 lớp. Các bác phù hợp với tay của các bác ấy, tay của bác phù hợp với cái trọng lượng nào thì các bác lắp cái cục đối. Và cái nguyên tắc là lúc nào nó cũng phải có một cái này, lúc nào nó phải có một cái này để bịt, để khi các bác đóng cần xuống các bác đóng vào đây nó không bị hỏng cái đít cần nhé. Ok, và phần quan trọng nhất là phần cây cần. Thì đây các bác có thể xem đây cận cảnh luôn nhé, em quay sát vào đây cho các bác xem luôn này. Các bác nhìn cái quan trọng nhất là của cái cây cần Kurenai này, các bác hãy nhìn cái nước sơn của nó. Nếu mà các bác đang nhìn một cái nước sơn của cái cần 1-2 triệu hay 2-3 triệu ạ, thì các bác nhìn sang cây cần này nó sẽ khác ngay. Nước sơn của nó không có một vết gì nổi cả. Và bóng rất là đều, bóng đều để anh em có thể có nghĩa là mình cảm nhận được cái cây cần nó giá trị và nó bóng đều thì rất là đẹp. Đấy, nên là cây cần rất là đẹp. Và cái cách sơn của nó, đây các bác nhìn này, cái đoạn mà giao màu này. Đấy, từ màu đỏ xong nhạt dần sang màu đen này. Nó cũng rất là công phu và đẹp. Các bạn nhìn nhá. Đây là cây cần này em đang cầm là 3m6 và độ cứng là 4H, nó ghi luôn trên cần này. Của hãng Gamaseco vẫn sử dụng vật liệu 60T carbon của Nhật Bản, nhưng mà độ hoàn thiện thì nó cao rất nhiều. Như một cái nước sơn mà các bác vừa xem đấy. Nước sơn nó cũng là độ hoàn thiện nha các bác nhá. Nó rất là cao rồi. Đấy. Cây cần này là một cây cần xuất Nhật có tem vàng. Đấy, tem vàng là tem xuất Nhật của cây cần. Đây. Dòng chữ Gamaseco và tên cần là Kurenai này. Đấy. Một cây cần mà mới tinh hay là một cái hộp mới tinh thì các bác sẽ có một cây cần như này. Có nghĩa là bọc nguyên từ đầu đến cuối luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện thì nó là như này, cái này cái 5m4. Đây có ghi ở đây. Đấy. Bọc nguyên như vậy. Nhưng mà cây này là cây em đang trưng bày ở cửa hàng và em bóc ra cho anh em ngắm. Thì đã bóc rồi và bóc cái 3m6. Đây các bác nhé.
em sẽ review từ đuôi cần lên. Những chi tiết nhỏ em cũng sẽ review và cho các bác xem là nó đẹp như nào nhé. Đây là cái chuôi cần của nó. Chuôi cần của nó thì nó được làm được bằng vải, bằng sợi chỉ, nó gọi họ quấn chỉ ấy. Họ quấn chỉ vào đây. Đấy, họ quấn chỉ nhưng mà họ siết rất là chặt nên là cái chỉ nó không có xô gì cả, nó rất là chắc tay này. Đấy. Thêm nữa là tháo luôn cái đối trọng cho các bác xem nhé. Đây là đối trọng không thay đổi trọng lượng. Và các bác nhìn cái đối trọng nó đẹp chưa? Có gắn chữ Gamma Seiko này và có 3 màu. Màu hồng này và chỉ vàng này, chỉ này bằng kim loại nhá. Và một màu hơi lâu nhẹ một chút. Đó là về cái gốc cần này. Còn trong đây thì chắc chắn rồi. Không thể thiếu thông số của nó rồi. Thông số của nó rất nét và không thể thiếu ba cái gạch để tránh kẹt lóng rồi. Đấy, cái này thì kể cả cần 1-2 triệu bình thường thì cũng có rồi. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, cái viền của nó có cả những cái màu đỏ này. Các bạn nhìn nhé, các bạn có thể nhìn được cái ống carbon nó rất là đều. Đấy, ống carbon của nó rất là đều luôn. Nó không bị khuyết một chỗ nào cả. Đấy, là cũng là một cái độ hoàn thiện của một cây cần. Tiếp theo trên đây, trên cái đoạn điểm cuối cùng của cái cao su quấn cái chỉ này, cái điểm cán cần này này, điểm cuối cùng của nó có một cái đai vàng. Cái thứ nhất là nó làm đẹp cho cây cần, nhìn rất là sang rồi. Và hơn nữa là nó để giữ cái chỉ này lại. Nó để giữ cái chỉ lại không bị bung, không bị tuột các bác nhé. Đó. Đây này và logo này. Đấy, nó rất là đẹp, những cái điểm nhấn nhẹ như là chỉ viền đỏ hay viền vàng này. Đấy, nó rất là đẹp. Các bác để ý những đoạn dao màu của nó nhé. Đấy, những đoạn dao màu của nó rất là đẹp. Và cây cần này thì nó cũng không phải là một cây cần nó quá là loè loẹt gì cả. Nó rất là đơn giản và sang thôi. Nó chỉ có đơn giản và sang thôi. Đấy. Đây là đoạn đầu cần này. Đấy, đây là cái lắp của nó, để em rút lắp cho các xem nhé. Lắp bịt đầu cần. Và cũng có là một đai chống nổ này. Đấy. Đây. Còn đây là em sẽ rút cần ra nhé. Rút cần ra cho các bác xem nhé. Cột của nó này các bác nhé. Thông số thì em sẽ để ở dưới phần mô tả và trong gắn link website luôn để các bác xem nhé. Còn bây giờ em sẽ là tập trung review cho các bác xem thôi. Đấy, các bác thấy chưa? Ra xong một đốt rồi nhé. Đây đốt 2 này. Cái điểm nhấn của nó rất là dài và điểm nhấn của nó thì cũng giống như cái điểm gốc của nó rồi. Đấy, cái đốt gốc của nó giống, rất giống nhau. Đây là đốt 2, đốt 3 cũng thế này. Và con này thì em vẫn có bảo hành cho các bác nhá, nên là các bác cứ yên tâm đi. Đắt hay rẻ hay là như nào thì cũng có bảo hành cho các bác hết. Đấy, đốt 2 này. Và đốt 3 này. Và đốt gốc. Đấy. Và em sẽ vẩy cây cần cho các bác xem này. Các bác nhìn cây cần này, cái đầu cần nó rất lẩy này, em vẩy rất nhẹ nhá. Các bác nhìn được cái đầu cần không nhỉ? Đây, các bác nhìn chưa? Đây, em vẩy rất nhẹ này. Cái đầu cần nó này. Đấy. Các bác nhìn chưa? Em vẩy rất nhẹ nhưng cái đầu cần nó rất lẩy. Đây là em đang sử dụng cái đối trọng zin của nó nhé. Nhưng mà nếu mà em mà chơi thì em chỉ dùng cái đối trọng kia và em dùng gắn hai quả chì thôi là được. Đấy. Em vẩy rất nhẹ luôn. Cái đầu cần nó rất lẩy. Các bác thấy chưa? Gần như là tay em cũng đụng rất là nhẹ và đầu cần nó rất lẩy. Đấy. Đấy là cái đặc điểm của một cây cần mà đắt và cũng là tốt nhất của hãng Gamma Seiko. Vâng, thì cây cần Seiko Kurenai này thì là một cây cần, một sản phẩm sản xuất ra để chuyên săn hàng các bác nhé. Để chuyên săn hàng và nếu mà có thi đấu thì là thi đấu cá nhặt thôi. Cá có nghĩa là đánh với tốc độ chậm và chắc. Đánh con cá nó sẽ nghe và nếu mà chuẩn thì nó là chuyên săn hàng hơn các bác nhé. Đấy, còn nếu mà đánh thi đấu thì các bác thi đấu cá nhặt thôi. Đó. Con này nó đánh bốc, đánh sốc là không đánh được tại vì cứng của nó chỉ có 4H thôi các bác nhé. Cây cần này thì em cũng có rất là nhiều size, có từ 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3. Về giá của cây này em nhớ không nhầm thì là nó khoảng ngoài 7 triệu một chút. Đấy, con này là ngoài 7 triệu một chút và vẫn có bảo hành cho anh em.
đầy đủ như hình, có nghĩa là một bộ cần là anh em sẽ có một hộp này và một lắp này. Đối trọng thì có, nói chung là em đã review cái gì rồi đấy thì nó sẽ có cái đấy, và vẫn có cao su quấn tay cần cho anh em. Nếu anh em không muốn dùng cái cán vải này thì anh em có thể quấn cao su vào cho nó chắc và nó không bị trơn trượt nhé. Thì sản phẩm này nó cũng là phiên bản giới hạn thôi, nó không, sản phẩm chắc chắn là sẽ không có nhiều đâu, tại vì sản phẩm đắt và tốt thì nó chỉ là bản giới hạn thôi, nó không có nhiều đâu. Và số lượng ở nhà em thì cũng mỗi số nó chỉ có 1 đến 2 cây thôi. Nên là các bác nào mà có muốn tham khảo về con này, muốn tư vấn thêm về con này hay là muốn đặt hàng con này thì vui lòng liên hệ với em số hotline em để dưới góc màn hình đấy. Hoặc là thắc mắc gì thêm thì các bác để lại số điện thoại hoặc là thông tin gì đó, em sẽ nhắn tin tư vấn cho các bác nhé. Đó, ok, đó là con cần Kurenai của Gamma Seiko, có đủ size như vừa em đọc, 3m6, 4m5 và 5m4, 6m3 nữa. Đấy, có bác nào mà cần thêm gì thì liên hệ với em nhé. Ok, cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.